Rồi, thưa quý vị khán giả, Trường đang trên đường đi vô nhà ông Năm Đương ha. Đây là cái đường dẫn vô nhà ông Năm. Trường thấy cái đường nó đẹp quá rồi, Trường nay sẵn đi đây, Trường quay lại với quý vị khán giả thấy luôn ha. Thì lúc nào đi vô tới đây cũng để ý cái đường này. Quá đẹp. Đó, thì ông Năm Đương là nhân vật này thì Trường nói vậy, những người mà có theo dõi kênh Trường á, những khán giả mà có theo dõi kênh Trường thì chắc cũng biết về hoàn cảnh của ông Năm này ha. Trường nhắc lại chút xíu, ông Năm năm nay 78 tuổi. Thì ông bị tật hai cái chân, ông sống cô độc ở trong cái nhà thiết á, quý diễn giả. Ông sống từ hồi nào giờ ông sống mình. Thì do tuổi cao sức yếu rồi ông cũng không có tự chủ, vệ sinh cũng không có làm được, quý diễn giả. Nên là nhà cửa rồi thân thể của ông hơi bị không có được ấy lắm, nên là thời gian qua thì Trường cũng có nhờ một cái cô hàng xóm ở đây á vô chăm sóc ổng ha, với lại anh chị em cũng lát gạch rồi lắp cái bồn nước cho ổng á. Thì nay cũng lâu rồi, trước Tết cho tới giờ rồi, thì bữa nay Trường mới có dịp vô để thăm ông Năm cùng với lại chị Phụng ha quý vị khán giả. Rồi mình vô mình thăm ông Năm ha quý vị khán giả ha. Đó, bữa quý diễn giả thấy cái bồn nước đó là mới làm sau này đó quý diễn giả, để làm cái vòi nước vô trọng cho ổng á. Đây, xin chào Bảy. Chào ông Năm. Thôi dạ, nay con với chị Phụng qua thăm ông. Sau nay nghe mùi ấy rồi đấy. Sau này lại dạ. Ông Năm, ông Năm. Dạ, ông Năm khỏe ha. Dạ. Mới ai mới gửi mì ha vậy? Mình tưởng đó này để tôi một ôm ra. Gì hả? Trời ơi. Ăn để nó hết hả? Tội sữa hổng tay mua còn cho ông Năm không mua nữa đó. Vậy hả? Mới mua nha. Vậy hả? Ông không dám ai uống, ông đi cậu. Đau bụng ha, sao ông Năm? Hả? Đau bụng ngầm ngầm hoài hả? Ừ. Bữa giờ anh uống rồi được không? Uống được không? Anh dạ. Uống rồi được. Dạ. Anh đau bụng kiểu nói. Sao ông Năm? Đau sao? Đau bụng, đau bụng. Hả? Đau ôm ôm vậy đó hả? Dạ. Mà hôm nay luôn hay sao ông? Mới ra. À, vậy là để ngồi con hỏi nói chị Chí gửi cô Bảy mua thuốc cho ông nha. Hay là có y tá gì y tá mấy thuốc không, thuốc ở đây đâu có y tá đâu hả? Có y tá mình tới. Mình có kia xuống được không? Xuống nói rồi cho thuốc. À. Vậy ông Năm bị gì nói con, hồi con nói chị Chí rồi nói cô Bảy đi mua cho ông. Đau bụng. Đau bụng với có trong nào? Người có gì nữa không? Có ho rồi. Như ho. Thôi ha, vậy là một chút con sẽ nói chị Chí là gửi chạy lên đây, chị Chí hay mua thuốc lên đây nè. Vậy là mua thuốc cho ông Năm đau bụng hay ho ha. Ho đau bụng hả? Dạ. Đau bụng ỉ á. Dạ. Hôm nay ông Năm ăn uống được không Năm? Được con. Dạ. Ông Năm ở gì được ha? Hôm nay vô nước có, này có cần nó điều tiện chỉnh không? Có cần điều chỉnh gì nữa không ông Năm? Được, được ha. Dạ. Ừ. Trong con qua cô nói giờ chắc phải mượn cái sữa. Dạ. Mượn Dũng sữa hai cái này. Là cái gì cô? Hai cái này là Tường. Dạ. Cưa bớt ha. Cưa bớt con nhỏ này là cho ông cụ ông dẹt gì không? Ông để cái bô ông ngồi xuống ông cầu, ông đứng vào ông té. Ông nhìn ông té ông kêu quá trời qua cô Bảy thấy ông té dạ, bây giờ đó. À, ý là chị cô Bảy cứ nói vậy nè, giờ cưa bớt hồi lúc đó mình mua cái giường 1m xa không có hẹn không cũng như đây nè, cưa cái chỗ đó mà cô Bảy nói vậy, cưa cũng như miếng dạt này nè, mình cưa ba miếng vậy nè. Dạ đó. Cho có cái lỗ đó, cho cái lỗ cái bơ để này cho ông đi cầu. Dạ. Chứ ông đứng dậy không được. Không, cái này là có chị Quyền nói là để làm cái ấy cầu á, nên là để kêu cái thợ lại rồi coi cái cách làm sao á, mình làm cho ông một cái bàn cầu để ngồi á. Bàn cầu, nếu mà mình làm bàn cầu rời khỏi giường thì có đi được không Bảy? Được, nếu bàn cầu thì thấp hơn cái bộ đó chút, hôm
ông cụ ngồi cái này nè. Dạ. Cái nó cao quá té ông cụ, cái bãi mới lấy cái này qua mà giờ ông không dám ngồi, cũng có ỉa con quần với ỉa tên giặc vậy, ông sợ lật. Mà bãi nói là không có lật nữa, tại vì cái bô này, cái bịch này nó nhỏ rồi ngồi được. Là ngồi vô cái ngồi vô cái bội đó. Cái bội này á hả? Cái bội, đó cái bội này sao mà vững mà ngồi được? Không đó, ngồi bội này không chịu ngồi trong cái bô thường thường cái bô đó không chịu ngồi. Cái ông qua ngồi bội này cái này không gặp ông này không chịu, ông thấy cái đùng nữa đó không kêu. Bây giờ gì nè, để kêu thợ lại cái giường này đó giờ xích vô trong, biết không? Hết cỡ rồi. Ủa đó còn đó, còn hai cái này nè, bây giờ là bắt đầu. Phải mua đường ống để đưa cái ống chích ra kia, đưa cái này chích qua trong trường đứng nhắc, rồi để cái giường, cái cây bồ cầu của ông ở nhà chỗ cái bồn nước nè. Nó vậy cái ông đứng về ông để tích cái đít trong dịnh giường, ông tích cái đít vô, ông ngồi sau ông xả nước. Còn này ông ống nước không được. Bây giờ nói chung là ông cũ cũng không được. Ông bò, ông lết là tới đó ông dịnh cái cây thanh nút trong đó. Thì ông đứng dậm thịt vô, có khi được vô trong này, có khi không được, ngoài thấy không. Ông Lâm thấy nói vậy là được không? Con kêu thợ làm cái bồn cầu mà nó thứ mà cao lên á. Rồi ông Lâm ở đây chề qua đây, rồi có cái nước làm thêm cái ống dọn cái đó. Ông Lâm chịu không? Được, chịu. Dạ, vậy để chút thì như là ở đây ông Lâm về qua được cái làm nước bên đó. Rồi nhưng mà để hồi con gặp anh Dũng á, rồi để coi ảnh kêu thợ rồi làm ra cho ông Lâm. Được không Lâm? Được. Dạ. Hiện giờ chịu khó là cái cậu cũng không dám đi, mà không đi rồi em sẽ té cũng. Mới qua chùa lao rồi. Dạ. Nhưng mà trước mắt là giờ để ngồi anh Dũng đi kêu giùm thợ được không? Chắc nhờ anh Dũng làm ở đây đi. Dạ. Chứ bữa nay chị em mình cũng lâu mới ghé được mà. Chắc là nhờ anh Dũng ở đây thay mình. Thế ông Năm, con làm vậy cho ông Năm nha. Cho ông Năm đỡ cái dạng hồ bô thì nó đúng ra nó không có vững, nó không có cái nó không có cái cân bằng. Nhiều khi nghiêng qua thì cái bô nó ngã qua luôn. Dạ. Vậy nha, làm ngay đây ha. Chút vậy con nhờ anh Dũng để coi anh Dũng coi cái thợ đầu ta coi cái quan nước này đâu phải mua cái quan nó được bỏ cái đường vô đây mà gắn cái quan xích vào trong trường đứng đó cái ghế về xích ra mới để cái bô ở đây thành công này nghe chú quan nước này dạ ngay đây nè đó dạ. Đúng rồi trời ông đâu dám đứng đó ông cầu ngoài không phải rửa đây rửa giò cắn rồi trong cụ bằng nước này thôi dạ. Còn toàn bộ là lên trên chiếu quay giặt vô quần với giặt xong trong cụ đó có vô đó bật vô đó là tình dục kinh hoạt lọt được còn không dính quần nữa đó ông Năm ơi giờ trước mắt là chưa làm được rồi. Sao anh ông nói sao nên đặt bé còn cái đặt đầu thì không có dừng rồi em ở ngày ông Năm này chị dạ ông Năm giờ từ trước mắt là chưa làm cái cầu con mua tả cho ông Năm bịch được không đúng rồi ha vậy ngồi con gửi tiền chị Chí hay là bãi gì nè là mua bịch tả cho ông Năm trước nha ông Năm dạ hả dạ. Mà mùng 6, mùng 1, mùng 2 bác cũng đi mua cho ông chút cái quần. Để tòa tháng mưa làm sao được, tháng nắng này còn đỡ. Chứ còn tháng mưa không được. Vậy cho ông Năm con mua tả nha. Em có biết không? Hai ngày là thay chiếu. Cho đỡ, ông Năm hai đỡ là thay chiếu là đứng hai, chiếu hai ngày là thay chiếu lần ha. Nếu mà trời mưa làm sao thay chiếu kịp. Trời nắng là dễ thôi. Con mua tả nha ông Năm. Dạ. Vậy thôi tạm thời trong cái thời gian mà làm ấy điều chỉnh thì mặc tả đi. Dạ. Để ông Năm mặc tả đi. Nó quần tèo đồ ẩm. Ông làm biết ba chịu đâu có kịp quần đâu phải cắt quần này để vậy cho hả? Quá cần dài hả? Chỉ để con mua chứ sao chứ mua cho ít cái quần thôi được không? Đúng rồi, mua cho ổng chừng chục cái thứ quần tiền này. Dạ dạ. Tại vì ông cụ ổng đi dễ không mặc ha. Tè trong quần không. Dạ. Lớp là nước đá thì ông nói gì. Nhưng mà trước mắt là giờ hồ mua tả ông Năm bịch bằng đêm đi ha. Rồi chuyến sau con sẽ mua thêm quần sọt xuống cho ông Năm. Dạ, rồi chờ trong thời gian đó là sẽ nói anh Dũng là kêu thợ làm cái bồn cầu để xác ra cho ông Năm đi cho nó sạch sẽ hơn nha. Đó là đêm hôm giờ đó. Đúng ông cũng ngủ giận đi tiểu không kịp ông ngồi không được ông ngồi được lĩnh đó đã tè vậy. Vậy hả? Mà hôm giờ mà ông đã dầm như ta la nó ông đã dầm đó rồi. Ông nó không phải tại vì tôi mất tiểu mà mất đại tôi ngồi dậy không kịp ha đúng rồi tôi đáp ngủ phải ra mà ở đây gần không kịp mà đó con coi nè chỉ có ngẩn quá thôi đó thôi vậy để là chút nó mua tả đi chứ đi mua thuốc cho ông đi rồi sẽ tính trong thời gian đó là ông Năm chịu khó bạn tả đi nha Năm
rồi à, để con mời anh Dũng ra đi. Trời, nay tới tháng nay tới tháng 3 rồi mà. Hả? À, ông Năm? Ông Năm không kịp mưa tới mà không. Nay tới tháng 3 rồi mà. Đây còn tháng 2. Nói ông Năm ơi, tháng này tháng nắng ông đây. Sao sao ông Năm? Sao? Té bữa té rồi. À bữa té mà bị đẩy ngã cái bếp luôn hả? Dữ ha. Còn chút đập cho luôn giường rồi sao rồi ông kêu ai? Kêu bà lỡ. Ừ. Không biết làm sao. Nắp vậy nè, tôi chịu, tôi lo mà lo đi. Tôi lo cái mình không vô đây nè, tôi leo lên giường. Nên thì tôi nắp hai cánh tay. Đẩy lên. Bỏ lên ha. Nhưng mà xong rồi thường thường như bé làm không nổi. Dạ. Mà ông giờ cũng tên 20kg chứ bộ. Ông Năm 40kg. Sao 20? Bữa nó mắc gì tôi rinh nổ nhẹ, rinh nổ tên giờ. Ông Năm là cũng phải 40-50kg vậy. Nhẹ cũng phải 50kg. Tại cô Năm thương ông Năm nên rinh thấy nhẹ đó. Ông mà dạy tự rinh ông Năm mà tự không rinh nổi nha. Dạ. Rồi bắt tấn vô, đưa cái lưng vô giữa cái đó coi em nhảy lên vô vậy. Dạ. Nhảy rinh cho sân nó nhẹ nhàng. Dạ. Ok, tôi rinh ông cho nó nhẹ dữ vậy không? 20kg tôi rinh không nổi mà, tôi rinh không nổi cũng hay nè. Ông Năm có 50kg. Ủa ai đút nhang đi? Đó. Mới đó hả? Nghe thơm. Rồi ha quý vị khán giả ha, Trường nhắc lại chút xíu về cái hoàn cảnh của ông Năm Đương. Là năm nay ông 78 tuổi ha quý vị khán giả. Thì ông bị tật hai cái chân hồi nhỏ giờ. Hồi nhỏ thì ông đi chăn trâu mướn. Chị Chí. Đây chị Chí. Chăn trâu mướn cho người ta. Già có tuổi rồi thì ông về ông ở trong cái nhà này và sống bằng tình thương của hàng xóm láng giềng rồi các mạnh thường quân ở diễn giả chứ chính quyền địa phương ha. Rồi giờ lớn tuổi quá rồi đó quý diễn giả, thì ông mọi cái sinh hoạt của ông á cũng không có tự chủ gì được, thì nên là trong cái chỗ ở của ông á cũng bị dơ dái rồi nói chung là sinh hoạt cũng bất tiện dữ lắm. Thì sau đó thì cũng được các mạnh thường quân giúp đỡ cho ông ha. Thì bây giờ thì cuộc sống của ông cũng đỡ hơn được một chút là nhờ cái sự chăm sóc của người hàng xóm cũng gần đây á, tại vì cũng có mạnh thường quân gửi tiền để cô đó chăm sóc cho ông ha quý vị khán giả. Thì lâu lâu thì chị em Trường tới thăm coi cái cuộc sống của ông có gì cần phải giúp đỡ thêm hay là cần điều chỉnh gì đó thì tụi Trường sẽ làm cho ông được cái gì thì tụi Trường sẽ làm ha quý vị khán giả. Thì ở đây có cô Bảy, thì vợ chồng của anh Dũng, chị Chí ha quý vị khán giả, thì cũng phụ hộ thêm cho ông ha. Nói lớn lớn thì không sao đâu, ông Năm trong là không nghe. Mà cái này quý vị khán giả cũng không có gì, tại vì không có muốn ông Năm biết Bảy tụi Trường gửi hỗ trợ thêm cho Bảy chút xíu để Bảy chăm sóc cho ông Năm quý vị khán giả. Mà tụi Trường không có muốn ông Năm biết chuyện này, tại vì sợ làm khó Bảy á. Tại vì như ông Năm cũng không có, cũng hơi khó. Cái này là chị Quyền á, lì xì Bảy hôm Tết. Nhưng mà con không có thời gian xuống đây, nay con cũng thay mặt chị Quyền gửi cho Bảy là 200. Vậy Bảy cũng cảm ơn ha. Dạ. Nói là nói với chị Quyền là Bảy cảm ơn Quyền dạ. Ha. Dạ. Thì nói ông cụ ổng bây giờ vậy tranh thủ làm cho nó đỡ chứ dạ. Trời mưa là không thể nào mình chạy trở nổi. Dạ. Trời còn nắng là mình còn quay được. Dạ. Chiếu rồi con những vật. Rồi. Tiền điện tháng rồi Bảy có 40 ngàn mà tháng này con biết 140 ngàn. Tại vì khi giặt chiếu ổng đâu giặt chiếu như Dũng như Mương ta đâu có. Thì trong cái thời gian mà chờ làm á thì tụi Trường sẽ nhờ chị Chí mua tã cho ông ha, để thay hàng ngày. Cái này là tiền của chị Yến ở Bến Tre ha. Cái này là em cũng nhờ chị Chí nhận rồi thay mặt chị em mua cho ông Năm dùng ha, mua tã rồi mua gì đó, mua
thuốc đau bụng ha. Rồi, dạ, vậy dạ. Chị cảm ơn, dạ. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ, cảm ơn chị Chí rất là nhiều. Rồi thôi chắc chị em Trường chắc xin kết thúc video ở đây để về quý vị giả, giờ cũng hơi chiều chiều rồi. Đó.